Xin chào các bạn lại đến với kênh của Ship. Video ngày hôm nay chúng ta cùng tiếp tục play together. Trước khi vào video thì các bạn nhớ cho Ship với root của Ship một like nha các bạn, cũng như một đăng ký kênh giúp Ship nhanh được 600.000 sub các bạn. Như các bạn cũng thấy thì Ship với Crush của Ship đang đi Dubai các bạn. Ok. Và sau khi đi Dubai thì Ship và Crush của Ship sẽ đi giao pizza các bạn. Ship sẽ đẩy Crush Ship đi giao pizza các bạn. Crush ơi, chúng ta cùng đi giao pizza Crush ơi. Ok, để Ship đẩy Crush Ship đi giao pizza. Ok, sao tiếng Anh không ta? Cái ông đầu tiên là ông Huyền trưởng các bạn. Giao Huyền trưởng Crut. Chúng ta đang đi giao cho Thuyền trưởng Crut. Captain Jack. Ok. Tiếp theo là cái gì? Nữ hoàng thông tin các bạn. Ghê chưa? Ok. Em chống ạ. Sorry Crut. Biểu diễn tí cho mọi người xem thôi. Bây giờ cái gì? Chúng ta cùng đi giao cho nữ hoàng thông tin đúng không ta? Xíu có lộn không? Chắc vậy. Rối loạn triều đình. Rối loạn triều đình là gì? Rối loạn tiền đình mới đúng chứ. Rối loạn triều đình các bạn. Ok. Và chúng ta đã giao xong các bạn. Chờ giao ba cái bánh pizza mà có 50 tiền sao à. Rồi sao giao Crut? Rồi sao ship với Crut ship giao các bạn? Bây giờ ship đẩy Crut ship về nhà Crut ship nha các bạn. Okay. Hẹn Crut 3 giờ chiều ở hồ ngoài trung tâm thương mại nha. Ở ngoài trung tâm thương mại Crut câu cá ở đó nha. 3 giờ chiều. Ok. Nhớ nha, 3 giờ chiều nha. Ok. Bye bye Crut. Ship về nhà ngủ các bạn. Ship về nhà ngủ chưa? Tới 3 giờ ship sẽ đi câu cá ở trong cái hồ nhỏ với Crut của ship. Ok, chúng ta cùng vô nhà thôi. Tắt đèn nè. Rồi đi ngủ. Ship mới mua cái giường các bạn. Cái giường này 3.000 mấy tiền sao á, ship không nhớ nữa. Ok, ship dậy à. Ui, 4 giờ, what? Chết rồi, ship chở tới 1 tiếng luôn các bạn. Ship chở câu cá tới 1 tiếng luôn, sao đây? What the... Crut ơi, trời ơi. Crut ngồi đợi ship kìa các bạn. Crut... Ok, trình độ lái xe của ship cũng còn hơi gà các bạn. Crut ơi, sorry Crut nha, tới trễ. Ngủ quên đó Crut. Ngủ quên. Tối câu cá, khuya quá, ngủ quên. Ôi mà. Đừng giận. Tí giận đi ăn. Ok. Sorry. Sorry mà. Đừng giận. Tối rồi kìa. Ok. Ok, cảm ơn Crut. Ok. Bây giờ chúng ta cùng câu cá ở trong cái hồ này với Crut ship nha các bạn. Câu cá thôi, Crut ơi. Câu cá thôi, chúng ta cùng làm giàu lên 100 tiền sao. 100k tiền sao các bạn. Câu tới tối luôn vẫn chưa thấy có một con cá nào được các bạn. Trời ơi, cá chép dương miệng. Ship với Crut ship đi ra bờ biển câu các bạn. Bữa giờ ship với Crut ship chưa có đi câu ở bờ biển. Nên nay đi câu thử ở bờ biển có gì không. Cá nữ hoàng cũng bình thường các bạn. Có mua canh với bạn có mua canh nữa kìa. Cá vượt sọc hả. Bốn đứa câu cần câu dịch hết các bạn. Lại cá vượt sọc. Hình như bờ biển chỉ có bóng 4 thôi, không có bóng 5 các bạn. Sau khi câu ở bờ biển chán quá thì ship với Crut ship đi ra cái thuyền các bạn. Ôi sao hôm nay chỉ có hai đứa thôi vậy ta. Rồi xong. Đứt dây. Hình như dạo này Play Together hay cho mình bị đứt dây các bạn. Bóng bốn các bạn ơi. Chắc cá thương quá. Để coi con cá gì đây. Cá thương các bạn. Hiện tại thì Crut của ship đi ngủ các bạn. Còn có mỗi ship ngồi câu à. Ship là một người siêng năng chăm chỉ câu lắm các bạn. Để kiếm được 100.000 tiền sao nha các bạn. Chúng ta câu ba ba ở cái hồ nhỏ này. Hình như ba ba bóng hai các bạn. Ship cũng nhớ nữa. Nhữ lâu ý nhờ. Ok. Ba ba vương miệng 961 tiền sao. What the hell. Ghê vậy. Trời ơi. Đó là cái con ba ba đầu tiên mà ship câu
cũng giống như là một con cá đầu tiên mà ship câu tới 900 mấy tiền sao các bạn. Ok, crush của ship thức rồi kìa, đang câu với ship. Lúc nào cũng có mua cam đó các bạn. Ồ, con mực. Bây giờ chúng ta cùng câu tiếp ở bãi biển các bạn. Ừ, cá bướm hả? Ủa ship câu rồi mà ship không nhớ luôn trời. Đông dữ vậy. Ờ, cá chóc sọc hả? Ok. Ui, ui, Cruz ship câu được con cá gì kìa. Con cá Dory bạn của Nemo các bạn. Các bạn có coi phim Đi tìm Nemo không? Có con Nemo với con Dory á. Thì ship có mỗi con Dory, Nemo à. Còn Cruz ship mới câu con Dory. Ghê thiệt. Ship chưa câu được con Dory các bạn. Ok, đứt dây các bạn ơi. Ui, trời ơi, cà rốt của ship lên, con cá đuối kìa. What the hell. Thế vậy, còn câu dịch câu được món 4 không đứt luôn, ghê thiệt. Vậy mà còn câu 15k lại đứt các bạn, không hiểu luôn á. Còn câu dịch câu lên được, nhiều khi cá heo cá mập luôn á, ghê thiệt. Ok, cá nữ hoàng. Cà rốt ship lại đi ngủ các bạn, nên ship câu mình ở cái lỗ này các bạn. Chỉ có mỗi mình ship hơi cô đơn nha. Nhưng mà ship đang kiểu cày. Cày kiếm tiền để mua nhà mới các bạn. Ui, cá tuyết đại dương hả? Bữa giờ mới thấy được cái con này á. Lên, cá thu dương miệng. What the... Ok. Cá vượt. Còn con gì khác không? Cá vượt nữa các bạn. Ship mới câu được con cá tới dương miệng dễ thương ghê. Trời ơi, chết rồi, xu tới rồi các bạn. Xu tới rồi. Tới giờ xu rồi. Ui. Bóng bóng có thể là cá thương nè, cá heo nè. Nói chung là nhiều loại cá lắm các bạn. Nhưng mà sợ nhất là cá thương tại vì nó ít tiền á. Không phải ít lắm, 100 mấy cũng là nhiều rồi. Nhưng mà ít hơn mấy con bóng bóng mà hiếm. Nhữ lâu dữ hả? Mấy cái rồi, chưa cắn nữa. Lâu thật sự các bạn. Trời trời, nó cắn câu mất. Hết hành sân luôn á trời. Mày lên. Ui, cá heo nữa, xíu câu được cá heo nữa các bạn. Ui, vậy là xíu có hai con cá heo rồi. Ui. Con mực nan. Xíu đang câu ốc anh vũ các bạn. Nên xíu để dành bóng 1 với bóng 4, xíu mới câu. Ôi, con cua hoàng đế. Bóng 1 nè. Sao biển chán thế à. Ốc anh vũ ơi, ốc anh vũ ơi, lên ốc anh vũ ơi. lên. Ốc anh vũ thiệt các bạn. Ui, lần đầu tiên ship câu được con này luôn, vương miệng luôn các bạn. Ok, hôm nay cũng bội thu chứ nhờ, hôm nay hơi nhiều tiền nha. Con bạch tuột. Ồ, cách thủy tinh. Ủa, bóng bóng hả? Bóng bóng ở đây có thể là cái mặt trăng, cá thái dương các bạn, cá thương, cá mập, cái gì nữa xíu không biết. Cá ngừ các bạn. À, cá ngừ nữa, quên. Gây cà rốt ship mới ngủ dậy chở ship đi bán cá các bạn. Người bán cá ơi, con hôm nay thu được nhiêu tiền? Lần bán đầu tiên được 3.800 các bạn. Lần bán đầu tiên được 3.800. Lần bán thứ hai được 3.900. 3.800 với 3.900 là 7.600. 7.600 với 3.600 lần thứ ba, 7.600 với 3.600 là 11.200 các bạn.
tổng cộng 3 lần bán ship được 11.200 tiền sao. Ủa ship tính đúng chứ cũng biết nhưng... Ok, cảm ơn Cruz đã chở ship đây nha. Bây giờ ship có cái xe đẩy Cruz ship rồi. Ok, ship sẽ đẩy Cruz ship về nhà. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của ship. Nếu các bạn thích những video play together của ship thì hãy nhớ nhấn chuông đăng ký kênh cũng như like và share để giúp kênh ship đạt được 600.000 sub. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.